Rồi, thầy giải tiếp nick số 3 Olympic của khối lớp 6 vòng 10 các em nghe, để em rút kinh nghiệm cho những vòng thi tiếp theo. Thầy cũng nhắc là các em đăng ký ngay cái kênh phụ của thầy đi, cái kênh phụ của thầy các em, không thôi lỡ kênh chính thức nó mất liên lạc một cái á, là thầy trò mình không thể tìm được nhau, là các em không thể xem được những video kỹ càng của thầy nữa. Các em vô cái trang chủ của cái trang web bùi nhân luận wordpress.com, các em sẽ thấy là cái kênh phụ của thầy này. Giờ các em chỉ tốn có vài giây thì các em đăng ký liền đi, để lỡ kênh chính nó đứt thì các em không có tìm được thầy nữa đâu. Thì lúc đó các em vô đây ha, em vô đây các em đăng ký, chứ không thôi mãi mãi các em không tìm được thầy đâu. Trên internet các em tìm thầy khó lắm, chỉ có cái tên, cái kênh YouTube các em đang xem á là nó nổi tiếng rồi cho nên mới tìm nó dễ ha. Mà bây giờ YouTube nó hay đóng kênh bất chợt lắm. Các em đăng ký liền đi, nó lỡ cái kênh chính thức nó đứt một cái là thầy sẽ báo từ cái kênh phụ báo qua, là những cái bài giải các em vẫn xem được tiếp nha. Rồi bài thi số 1, hy vọng là gặp mấy câu mới lạ, gặp mấy câu mà thầy đã giải rồi thì thầy lướt qua nhanh các em nhé. Mã số thi thì mỗi trường mỗi khác, các em đừng có nghĩ là xin của thầy xin của thầy cũng không có dùng được đâu ha. Bài thi đầu tiên, bài thi đầu tiên con heo, vẽ hình ra các em. Đoạn trên TOX nè. Rồi, các em vẽ OA bằng 4, OB bằng 10, vậy AB sẽ bằng 6 đó. AB bằng 6, trên tia đối của tia BX là tia ngược lại. Các em lấy BM bằng 3, như vậy là AM sẽ bằng 3 luôn. 6 trừ 3 là còn 3. Các em vẽ hình ra thấy liền hả? Con khỉ. Cái này thầy đã giải rất kỹ ở nick số 2 ha. Em quay lại nick số 2 em coi nó bằng 2. Tại sao bằng 2 thì ở đó thầy giảng kỹ rồi. Con này bấm máy luôn, chứ mình liều chi cho nó mệt. Bình thường thì mình tính theo biến đổi toán học, còn bây giờ là an toàn trên hết em nhé. 40, cái này có ở nick số 2 thầy giải rồi. Gặp câu mới đi mà, câu mới đi mà, câu mới đi mà, sao mà lạ lạ vậy? Ồ sao lạ lạ vậy các em? Đừng có sợ. Bình tĩnh. 1 trừ 11 á, thì bằng âm 10. 1 trừ 10 thì bằng âm 9. Như vậy theo quy luật này sẽ là 1 trừ 9 là bằng âm 8. Cứ như vậy cho tới cái cuối cùng là 1 trừ 2 là bằng âm 1. Rồi mình cộng hết cái này lại, nó sẽ ra một số rất âm đúng không? Thì giờ các em tạm quên dấu âm đi, các em cứ cộng 1, 2, 3 cho tới 10 đã. Cộng từ 1 tới 10, các em dùng cái chức năng tính theo công thức tổng quát mà thầy dạy ở khóa V62 á, cái chức năng ở bài giảng số 8 sigma đó, các em sẽ tính lẹ hơn. Tính tổng của x từ 1 tới 10 nó bằng 55. Vậy kết quả cộng là bằng âm 55, mà lấy giá trị tuyệt đối nữa thì lại ra 55 các em nha. Cha con mèo đi, cái tướng kỳ cục không à. Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thì các em tìm số nguyên dương lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Đó là số 987. Số nguyên dương lớn nhất có 3 chữ số khác nhau đó, gắn dấu âm vô thì thành số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Con rắn không có chân mà đi cũng lẹ nhờ. Wow, cái gì đây? Cái gì đây? Khủng hoảng quá hả? Đừng lo các em, đã có thầy rồi nha. Không có gì phải sợ hết. Rồi,
Bây giờ cái em để ý nè, cái em chưa dùng, chưa học quy tắc dấu ngoặc đó nhờ, giảng này hơi khó. Rồi phá dấu ngoặc ra mà đằng trước là dấu trừ á, thì bên trong phải đổi dấu. 1 tuần nữa thì các em sẽ được học về quy tắc dấu ngoặc thôi. Còn có một số trường dạy rồi thì thầy khỏi phải nói nhiều, các em cũng hiểu. Bây giờ các em nhìn hai bên dấu bằng nè, hai bên dấu bằng là đang thăng bằng với nhau mà lại có cái số hạng này giống nhau, thì mình bỏ đi thì cái phần còn lại nó vẫn thăng bằng, không? 42 cộng 2x sẽ bằng 6. Rồi dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong V61 thì các em giải 42 cộng 2x bằng 6, giải nhanh x sẽ bằng -18 nghe. -18 ha. -18. Rồi. Con cọp tìm số nguyên x sao cho nó bằng cái đó. Thì cũng dễ thôi. Nếu các em lười thì các em có thể giải bằng máy tính luôn. Còn đây thầy nhẩm luôn. X trừ giá trị tuyệt đối của -47, thật ra là -47 đó. -47 là bằng -90. Từ đây x sẽ bằng -90 cộng 47. Hiệu cộng số trừ. -90 cộng 47. -43. -43. Con chó chạy nhanh quá nhỉ. Cho đoạn thẳng AB M điểm nằm giữa, Y là trung điểm, K là trung điểm. Y càng 15 và AB gấp đôi là bằng 30. Bài toán này bài toán quen thuộc rồi, khỏi phải nói nhiều nữa. Con ngựa, ấy chà, cho đoạn thẳng AB, AB bằng 12, trên AB lấy C, sao cho AC bằng 4. Như vậy BC sẽ bằng 8. Y là trung điểm AB, Y là trung điểm AB, thì khi đó IA sẽ bằng 6. IA bằng 6 thì IC sẽ bằng 6 trừ 4 là bằng 2. Như vậy ở đây người ta cho rất là rối, nhưng mà các em cứ bình tĩnh là các em sẽ thấy không có gì rối ha. Đây thầy vẽ cái hình cho các em dễ hình dung này. Cho đoạn AB, ở trên đó lấy một điểm C, rồi Y là trung điểm của AB, đó. Đặt tên nè, A nè, B nè, C nè, Y nè. Tính IC. Giờ các em để ý cho thầy, Mình biểu diễn cho vui. AB á, là nó là cái đoạn này đó. Còn AC á, nó là cái đoạn này đó. Biểu diễn cho vui đó các em. Bây giờ các em để ý AB thì nó bằng 12, còn AC thì bằng 4 ha. Còn Y là trung điểm, vậy từ Y tới A là bằng 6. Lấy 12 chia đôi là 6. 6 mà trong đó AC chiếm 4, vậy IC sẽ bằng 2. Hiểu chưa? Con dê, dê này chắc con dê cái đó. Nhìn nó đi nhón nhén à. Rồi, tìm số nguyên x sao cho, cái này là số nguyên âm lớn nhất của ba chữ số. Cái này hôm trước thầy giải ở nick số 2 rồi. 2 mũ 5 là 32 trừ x bằng số nguyên âm lớn nhất của ba chữ số, tức là -102, rồi -100 nhé. Số nguyên dương nhỏ nhất của ba chữ số là 100 đúng không? Như vậy số nguyên âm lớn nhất của ba chữ số là -100. Vậy x sẽ bằng 132. Dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học V61, em sẽ tìm được rất nhanh. Đăng ký kênh phụ đi các em. Đăng ký kênh phụ cho thầy đi.
nha. Vô đăng ký kênh phụ cho thầy đi, không thôi là mai mốt đứt cái kênh chính của thầy là em tìm thầy không ra nữa đâu. Mà các em thấy rồi, học với thầy quá lợi luôn đúng không? Bài nào các em cũng giải được hết, và thầy giải kỹ chứ không có giải lụi. Ở nhiều kênh khác là họ chỉ giải đáp án, người ta đâu có giảng như thầy đâu. Mà kiến thức về lâu dài là các em phải hiểu, chứ đâu phải là cứ biết đáp án là được. Các em đăng ký ngay kênh phụ đi. Tôi là không có gặp nhau nữa. Giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 4. Trong khóa học V62, thầy đã luyện rất kỹ về min và max của giá trị tuyệt đối ha. Cái tuyệt đối này thấp nhất bằng 0, vậy cả cái này thấp nhất là bằng 4. Sự số tận cùng là bằng 7. Cái này thầy giải ở nick 2 rồi. Các em coi lại đi ha. Tận cùng bằng 7. Giải kỹ luôn á. Câu số 7. Tổng các số nguyên x. Như vậy bài toán này nó sẽ ra, nó ra bài toán này nè. Giá trị tuyệt đối của x trừ 5 sẽ bằng bằng 5. Trừ 6 qua kia là bằng dương 6, trừ 1 là thành 5. Từ đây các em suy ra hai bài toán con là x trừ 5 bằng 5 hoặc là x trừ 5 bằng bằng trừ 5. Đó. Từ đây các em sẽ có x bằng 10 hoặc là x bằng 0. Vậy tổng hai số nguyên x này sẽ bằng 10 các em. 10 đây. Câu số 5. Giá trị lớn nhất sẽ bằng -21. Tham gia khoa học V62 đi, thầy đỡ giảng nhiều ha. Cái trừ giá trị đối này là nhỏ hơn hoặc cao nhất là bằng 0, lúc đó được trừ cho 21, cộng cho -21 đó, thì đó là giá trị lớn nhất. Câu số 3. Đây chính là cái bài toán mẫu ở trong ví dụ trong khóa học V62 luôn đó các em. Tìm số AB lớn nhất sao cho cái số đó chia hết cho 8 ha. Như vậy là thầy sẽ có cái gì? Thầy sẽ có là 2 3 4 5 6 7 AB là nó sẽ bằng là 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7 0 0 được cộng cho A trục B đơn vị. Bây giờ các em coi thử là 2 3 4 5 6 7 0 0 chia cho 8 dư mấy? Chia 8 dư 4 nha. Dư 4. Cái này chia 8 dư 4 nè. Tại sao như vậy? Thì ở trong khóa học V61 thầy hướng dẫn rồi. Đây, chia 8 dư 4. Vậy suy ra là AB cũng phải chia 8 dư 4. Không? Cho nên chia 8 cũng phải dư 4. Thì lúc cộng lại mới chia hết chứ. Lúc cộng lại là mới chia hết cho 8 nhé. Đúng không? Rồi, như vậy là AB trừ 8 sợ trừ 4 sẽ chia cho 8. Mà trừ 4 chia cho 8 á, thì nó sẽ là những cái bội, những cái bội của 8. Tức là gì? 0 nè, 8 nè, 16 nè, 24 nè, vân vân vân. Bội của 8 lớn nhất có hai chữ số là bao nhiêu ta? 8 x 10 80, 8 x 11 88, 8 x 12 96, 8 x 13 vọt rồi, 8 x 12 96, lấy thêm cái nữa, 8 x 13 104. Đó, bây giờ các em phải chọn cái AB lớn nhất nha. Vậy mình thử cho nó bằng 100 đi, 104 đi. Vậy từ đây suy ra AB sẽ bằng 108 là không được rồi. Bỏ, không được. Vậy lấy 96 thôi. Thì lúc này suy ra là AB sẽ bằng 100. Vậy cũng bỏ luôn, số 2 chữ số mà. Vậy là lấy trước 96. Trước 96. Một số 96 trừ 8 là bằng 88. Chỗ này nè, 88.
88 kìa. Như vậy là nó sẽ bằng 88 cộng 4 là bằng 92. Xong, đó là đáp án 92. Ồ, không khó luôn. Không có luôn. Vậy là mình sai chỗ nào rồi? Mình sai chỗ nào kìa? Chắc có lẽ là 96. 96 mà trừ 8 bằng mấy ta? Thầy coi lại sai chỗ nào kìa nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 AB rồi tách ra. 00 cộng AB. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 00. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 00. Chia cho 8. Chia 8 này. Dư 4. Rồi cộng cho này nữa. Vậy cái này là phải chia dư 4. Chia 8 dư 4 thì cộng lại nó mới chia hết cho 8 chứ. Chia 8 dư 4 vậy là lúc trừ cho 4 thì chia hết cho 8 đúng không? Chia hết cho 8 thì phải bằng bội của 8 rồi. Bội của 8 là 80 nè. Rồi 88 nè. Ủa đúng rồi ta. Đúng rồi ta. 92 là đúng á. 96 thì đâu có đúng. Vậy là người ra đề bị sai rồi các em. Tức là họ lấy cái số 96 này nè. Ý họ lấy số 96 này nè. Nhưng mà đó là AB trừ đi 4. Không tin các em thử lại đi. Em thử lại nha. Để thử lại cho Kim coi nè. Người ra đề không chuẩn. Để thử lại cho Kim coi nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6. Chia cho 8 mà chia được là mới lạ. Không được nó không? Lẽ liền. Thầy sửa lại 96 thành 92. Theo đáp án của thầy nè. 92 kìa. Đó, giờ nó mới chia hết nè, thấy chưa? Hiểu không? Đề sai. Giờ Kim lấy 70. Đâu có chia hết đâu. 50. Cũng đâu chia hết đâu. Còn 3 số này 3 số âm mà. Vậy là đáp án này bị sai rồi. Phải 92 mới đúng. Thôi, chọn đại đi. Vậy cái đề đó sai đó các em nhé. Kim lưu ý nha. Mà mấy thầy ra đề cũng phải là thánh thần vậy đó các em. Đừng có trách mấy thầy đó ha. Mình cũng thông cảm, cũng là người thôi. Thì cũng sai sót là chuyện thường các em nhé. Số nguyên lớn nhất mà nhỏ hơn âm 14. Nhỏ hơn âm 14 là bắt đầu từ âm 15, âm 16, âm 17. Trong những số tôi vừa kể thì âm 15 là lớn nhất. Số tiếp theo thì bằng nhiều số số hạng của dãy này. Ôi trời ơi, lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 thôi. 207 trừ 0 chia 3 cộng 1 70. Cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 nhẹ nhàng. Cái này thì dễ ẹt rồi. Âm 100 cộng 200 trừ 50 bằng 50. Rồi số nguyên âm x thỏa mãn. Rồi trong khoa học V62 có bài mẫu này luôn các em nhé. Kết quả là bằng âm 23. Các em chưa học thì đăng ký ngay khóa học V61, V62 của thầy đi. Các em sẽ làm những cái bài này nó nhẹ lắm. Nhẹ nhàng giống như lông hồng á ha. Rồi. Ta qua bài thi số 3. Bài thi số 3 đi tìm kho báu. Thầy sẽ giải hết tất cả các ô luôn. Cái này bấm thôi. 42 nhân 25 cộng 25 nhân 58 được bao nhiêu chia 25? 100. Cái này là gì? Âm 245 cộng 150, âm 95 kia. Số tập con. Ôi trời, trong khóa học V61 thầy đã dạy công thức tính số tập con của một tập hợp. Như vậy đây nó sẽ bằng 2 mũ 4, tức là bằng 16. Còn tại sao là 16? Tại sao là 2 mũ 4? Thì các em hãy tham gia gấp khóa học đó nha.
cái này u cha đề hôm nay gặp nhiều đề mới, thích quá. Tôi thích đề mới à. Đề cũ thì mình làm hoài à. Không. Rồi. 5 mũ 2 cộng 5 mũ x cộng cho 5 mũ x cộng cho 10 mũ 2 bằng 175. Rồi. Các em coi cái này như số chưa biết đi. Thì nó sẽ bằng 175 trừ đi cái này. Và trừ tiếp cho kia. Đó. Rồi các em để ý 5 mũ x nhân cho 5 mũ x. À xin lỗi, 5 mũ x cộng 5 mũ x là giống như hai số cộng nhau á. Vậy thành hai lần gấp đôi á. 2 nhân 5 mũ x ha. Còn bên này các em tính thôi. 175. 175 nè, trừ 25 nè, trừ 100 nè. Vậy tới đây ta có 2 nhân cho 5 mũ x thì bằng 175 trừ 25 trừ 100 là bằng 50. Từ đây em suy ra là 5 mũ x sẽ bằng 50 chia đôi. Đúng không? Mà 50 chia đôi thì bằng 25. Đó. Mà 25 thì lại bằng 5 mũ, 5 mũ 2. Vậy từ đây suy ra x bằng 2. Rồi tiếp tục. Đây là bài mẫu luôn, bài mẫu trong khóa học V62 luôn. Thấy chưa, bài y chang trong khóa học V62 luôn. Em thấy chưa, dễ sợ chưa? Thì sắp tới thầy sẽ mở V63 nữa ha các em. Các em cố gắng tham gia ngay ha. Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn nhanh. Em nào mà chưa học khóa học V62 á thì thầy cũng cho cơ hội hiểu bài này luôn. C cộng 5D là chia hết cho 7 đúng không? Như vậy lúc thầy lấy 10 thì nhân cho C cộng 5D thì nó cũng sẽ là một số chia hết cho 7 thôi. Rồi thầy dùng tính chất phân phối thì nhân ra. 10 nhân cho cái đó sẽ thành 10 nhân C cộng cho 10 nhân cho 5D. Thì cái lượng này cũng chia hết cho 7. Và các em suy ra tiếp, 10 nhân C là thầy ghi 10C. Còn 10 nhân 5D là thầy ghi 50D. 50 lần D á. Chia cho 7. Rồi các em 10C các em để nguyên đi. 50 lần D, tức là gấp 50 lần D lên thì sẽ bằng 1 lần D cộng cho 49 lần D. Rồi cái này cũng sẽ chia hết cho 7. Đó, 50 lần D là bằng 1 lần D cộng 49 lần D không? Từ đây các em suy ra là 10C cộng D á, là sẽ chia hết cho 7 nè. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì 49D là chia hết cho 7. Cái tổng này á, chia hết cho 7. Mà số hạng 49D là chia hết cho 7 rồi, thì cái số hạng còn lại phải chia hết cho 7 các em nhé. 49D là 49 là chia hết cho 7, cho nên nhân với D cũng chia hết cho 7 thôi. Rồi 10C cộng D thì chia hết cho 7. Vậy suy ra 10C cộng D, rồi cộng 1 nữa. Rồi lúc chia 7 thì cái số 1 thừa này, này nó sẽ là số dư à, sẽ là số 1. Cái này chia hết cho 7 thì cộng thêm 1 nó sẽ thành số dư chứ làm sao. Vậy 10C cộng D cũng 1. Thì cái này chia hết. Rồi 10C cộng D chia hết cho 7 thì 10C cộng D cộng 1 chia 7 sẽ dư 1 à, cái số 1 đó chính là số dư luôn. Chia hết cho 3 và B chia hết cho 9 thì A cộng B chắc chắn luôn chia hết cho 3. Còn chưa chắc chia hết cho 9 đâu các em ơi nha. B chia hết cho 9 thì B chia hết cho 3 chắc chắn nè. Còn A chia hết cho 3 chưa chắc chia hết cho 9 đâu, vậy chia hết cho 3 thôi là yên tâm ha. Giá trị nhỏ nhất rồi bằng 1050. Thầy không giảng nhiều, tham gia khóa học V62 sẽ làm được nhanh như thầy. Rồi vẽ hình M nằm giữa AB. M nằm giữa AB. AB bằng 30. BM bằng 18.
30 trừ 18 và AM sẽ bằng 12. Vẽ hình ra thấy liền mà. Tổng của số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, tức là âm 102. 102 là số nguyên dương bé nhất có 3 chữ số khác nhau, thì gắn dấu âm vô nó lớn nhất kìa. Rồi cộng với số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số giống nhau, tức là âm 11. À, số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là âm 11 thôi. Âm 102 cộng cho âm 11 thì bằng âm 113. Âm 113. Rồi. Cái này nít trước thầy làm rồi. Kết quả sẽ là âm 10 cộng âm 9 cộng âm 8 âm 27. Trở lại nít số 1. Thầy giảng rất kỹ rồi. X mũ 0. Nếu x là một số tự nhiên khác không thì x mũ 0 sẽ bằng 1. Cái gì mũ 0 bằng 1 hết, mà 1 cộng 1 thì bằng 2. Giải cho bằng hết thì thôi. Rồi ước chung lớn nhất sẽ là 45 kia. Đúng không ta? Không thể là 90 rồi. 225 đâu chết thì 90 là hơi đúng rồi đó. Tập hợp các số tự nhiên gồm các số nguyên dương và số 0. Số nguyên dương là 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Thêm số 0 nữa mới thành số tự nhiên. Dễ quá. 7 trừ 12 cộng 13 trừ 15 trừ 7 kia. Ồ, có vẻ ngộ ngộ ha. Bình tĩnh. Ngộ ngộ thôi chứ không khó đâu. 10 mũ x cộng 3 nhỏ hơn 106. Rồi giờ thì lấy hai phe này thì trừ cho 3. Phe thứ nhất bé hơn phe thứ hai thì lấy phe thứ nhất trừ 3. Đồng thời lấy phe thứ hai trừ 3. Thì cái kết quả trừ của phe thứ nhất vẫn nhỏ hơn kết quả trừ của phe thứ hai thôi. Mà kết quả trừ của phe thứ nhất là còn lại là 10 mũ x. Kết quả trừ của phe thứ hai là 103. Bây giờ các em tìm những số x nào mà mũ 10 mũ x lên nó vẫn nhỏ hơn 103, mà x càng lớn càng tốt nha. Thầy lấy x bằng 1 đi. 10 mũ 1 là 10 nhỏ hơn, đúng. 10 mũ 2 là 100 vẫn nhỏ hơn, 10 mũ 3 là 1000 lớn hơn rồi, vậy lấy số 2. Số 2 là lớn nhất có thể ha. Rồi, các em nhớ đăng ký kênh phụ của thầy đi các em nha. Vô trang web của thầy, nhấp vô kênh phụ nè. Đăng ký liền đi. Không thôi mai mốt không có gặp thầy nữa đâu. Nên là người ta khóa kênh chính của thầy á, mấy cái thằng vu khống của thầy á, nó làm mất thời gian của chúng ta đúng không? Rồi lúc đó là nó phải giữ lại 1 tháng hay là 30 ngày gì đó là các em không có gặp thầy thì các em phải vô kênh phụ thôi ha. Còn muốn đăng ký học thì vô khóa V61, V62 đăng ký. Sắp tới thầy sẽ mở khóa V63. Thích thì tham gia ha, thầy không ép buộc ai cả, không lừa đảo ai cả nha. Rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các em ở vòng thi cấp trường số 10, 11.